Xin chào anh em, cảm ơn anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của diễn đàn Trader Việt. Và hôm nay như thường lệ cuối tuần là lúc chúng ta ngồi xuống để cùng nhau đánh giá, review lại những phân tích chúng ta đã đặt ra trong tuần trước, cũng như vạch ra những kế hoạch mới cho tuần này. Xin mời anh em chúng ta cùng bắt đầu. FXCM trade execution is 27 milliseconds, 5 times faster than the blink of an eye. Our speed is your gain. FXCM, client-focused, trader-driven. Đầu tiên, chúng ta sẽ xem Bitcoin. Bitcoin trong tuần vừa rồi, hôm nay là ngày 3 tháng 4, thì chủ nhật tuần trước là ngày 27 ha, ngày 27 chúng ta đã vạch ra một cái kế hoạch. Ngày 27 là đầu ngày hôm nay thì chúng ta đã vạch ra một cái kế hoạch, đó là hai hướng đều là hướng mua cho Bitcoin. Trong đó giải pháp thứ nhất là nếu có một cú break lên phía trên này thì chúng ta sẽ đợi một nhịp pullback kéo ngược trở xuống để mua vào. Trường hợp thứ hai đó là nếu giá ở đây mà giá đi xuống luôn thì chúng ta sẽ chờ mua ở đây. Thì cái kết quả của chúng ta là chúng ta đã đúng theo cái kịch bản thứ nhất, đó là giá đã break lên phía trên này nhưng mà chúng ta đã không có giá đã quay trở lại kiểm định lại, nhưng mà chúng ta đã không có một sự tiếp diễn mà chúng ta đang có một nhịp đi ngang tại vùng mua. Thì xem như là chúng ta đã hòa vốn trong cái ý tưởng vừa rồi, tức là chúng ta đã trigger, chúng ta đã bắt đầu chạm được vào cái vùng mua nhưng mà chưa có cái chiến lược của chúng ta vẫn chưa hoạt động. Chúng ta xem như là hòa vốn ha. Rồi, trong tuần này thì cái idea, cái ý tưởng giao dịch của chúng ta sẽ là như thế nào? Thì như thường lệ chúng ta sẽ xem khung thời gian tuần để xem như thế nào ha. Trong tuần này, đây là thanh nến tuần. Chúng ta đang có một thanh nến tuần giảm đầu tiên sau hai nhịp tăng giá mạnh trước đó. Thì thanh nến tuần tới thời điểm hiện nay, thanh nến tuần này sẽ đóng cửa vào 7 giờ sáng mai theo giờ Việt Nam, tức là 0 giờ tối nay theo giờ GMT. Mình là GMT cộng 7 nên là 7 giờ sáng mai. Thì chúng ta thấy là gì? Thanh nến tuần trước nó đã đóng cửa phía trên này, là một mô hình chúng ta đã nói với nhau, đó là một mô hình gọi là mô hình hai đáy, double bottom, một đáy và hai đáy. Ở đây là một cái đường ngang của nó, nối ở đây chúng ta gọi là đường cổ, neckline của mô hình. Thì ở đây chúng ta đã có một cú breakout lên phía trên và đóng cửa phía trên này. Và bây giờ chúng ta đã có một cú pullback kéo ngược ở đây ở tuần này, và nếu đóng cửa ở giai đoạn này vào sáng mai theo giờ Việt Nam thì chúng ta sẽ có thanh nến này, chúng ta gọi là thanh nến con xoay, spinning top. Nó giống như là một cái con xoay gì đó, một thân nhỏ và có bóng ở hai đầu mà các bạn nhỏ hay chơi, các em bé hay chơi con xoay xoay trên mặt đất đó. Hình như ở miền Bắc chúng ta gọi là con vụ hay cái gì đó, mình không biết rõ lắm. Thì chúng ta đang có một cái con xoay nằm ở đây, chúng ta cho thấy là gì, cái lực đẩy lên đã bị kéo xuống và lực đẩy xuống thì bị kéo lên, và trở thành một cái giai đoạn có sự cân bằng giữa cung và cầu. Cung và cầu được cân bằng sau hai nhịp đẩy này, và đặc biệt là nó có một cái bóng dưới rất là dài thế này. Chúng ta cho thấy là chúng ta vẫn đang còn có một chút thiên hướng nhỉnh hơn về hướng mua vào ở cái cấu trúc như thế này đó, nhỉnh hơn về hướng mua vào đó. Thì chúng ta, nếu chúng ta chọn chiến lược trong tuần tới mà chúng ta chọn chiến lược mua vào thì chúng ta sẽ thuận ở khung thời gian tuần hơn. Như vậy chúng ta bây giờ chúng ta quay lại khung thời gian ngày để chúng ta xem có cái kịch bản nào như vậy hay không. Thì chúng ta thấy ở trong tuần vừa rồi thì cái thanh giá mà chúng ta cần phải chú ý nhất là cái thanh giá này, thanh giá vào ngày 27 tháng 3 này, chúng ta gọi là nó là thanh giá breakout. Breakout là vì sao? Chúng ta nhìn qua bên trái ha. Nhìn qua bên trái đó là những cái dữ liệu quá khứ của chúng ta, thì chúng ta thấy cái vùng giá này đã có nhiều cái kháng cự. Đây đây là hai cái kháng cự gần nhất, và thanh giá breakout là thanh giá phá vỡ, nó đẩy lên phía trên này và đóng cửa phía trên này. Nó là thanh giá đầu tiên vượt ra khỏi cái vùng tích lũy này, vượt ra khỏi cái vùng tích lũy này để đi lên. Như vậy nó có thể trigger, tức là nó có thể khởi động một cái nhịp tăng giá mới khi mà giá thoát ra khỏi cái vùng tích lũy. Nên nó rất là quan trọng. Ở đây chúng ta thấy giá tích lũy tại đây và đẩy bật lên tại đây. Như vậy là cái lực đẩy nó nằm ở cái thanh giá này, ở cái điểm múc, ở cái điểm cuối của cái thanh giá này. Như vậy nếu có một thanh giá ngày mà đóng cửa phía dưới thanh giá này thì chúng ta cẩn thận.
thì nguyên cái cụm giá ở đây chúng ta sẽ biến thành một cái tín hiệu mà phân tích kỹ thuật chúng ta gọi là face break, tức là phá vỡ giá, hoặc ở trong trường hợp này chúng ta gọi nó là một cái bull trap, tức là bẫy bò, bẫy giá tăng lên mà kéo xuống khiến cho những chú bò mua ở phía trên này, mua break out phía trên này bị mắc kẹt, thì chúng ta gọi là bẫy bò hay là bẫy giá tăng hay là bull trap đó. Thì trong tuần này cái thanh giá này nó rất là quan trọng. Nếu mà thanh giá này bị đóng cửa phía dưới thì xem như lực tăng ở đây đã bị hấp thụ hết, và lúc đó giá sẽ có lực đẩy xuống trở lại khi những chú bò bị mắc bẫy phía trên này buộc phải thoát lệnh để tạo ra một cái dòng lệnh giảm đẩy giá xuống. Đó. Ngược lại, nếu giá break tiếp lên phía trên này thì lúc đó cái uptrend nó sẽ được xác nhận. Như vậy chúng ta đã có một cái vùng như thế này được thiết lập nên. Đây, chúng ta có một vùng giá như thế này được thiết lập nên với cái đó, nó là một cái khung giá như thế này đó, với cái đỉnh của tuần trước và cái đáy của tuần trước, nó là một cái vùng dao động. Chúng ta thấy là gì, trong tuần này ngày 1 tháng 4 ngay đầu tháng chúng ta đã có một cái cú kiểm định lại cái đáy của vùng này, nhưng mà nhanh chóng cái lực mua đã đẩy bật nó trở lên lại, nên đã xem như cứu Bitcoin một bàn thua trông thấy ha. Một bạn cô trông thấy nếu break xuống dưới đây thì chúng ta có thể có tiềm năng để giảm giá nhiều hơn. Rồi, như vậy thì trong tuần tới chúng ta sẽ có nhận định như thế nào? Thì trong tuần tới chúng ta sẽ vẫn có hai hướng. Một là chúng ta chờ một cú break lên phía trên này để retest để mua vào. Còn kịch bản thứ hai thì sao? Chúng ta có khả năng chúng ta sẽ thấy một nhịp giảm sâu hơn khi cái đáy của cái thanh breakout 3 này, tức là cái thanh giá phá vỡ này, và cái đáy của cái nhịp test vừa rồi ngày 1 tháng 4 bị phá vỡ, thì chúng ta có thể có một nhịp pullback sâu hơn một chút xíu nữa. Và chúng ta thấy là gì? Chúng ta thấy cái động lượng tăng giá của cái nhịp tăng giá này rất là tốt, vì vậy chúng ta cứ đợi cái nhịp này break xuống phía dưới tạo một cái bear trap, xin lỗi, một cái bull trap xong giá đi xuống, và chúng ta sẽ đợi mua ở cái vùng mạnh ở phía dưới này, chúng ta đợi ở đây đi, ở đây nó phá vỡ hẳn xuống đi lên thì chúng ta sẽ dễ có một cái bear trap ngược lại với cái bull trap ở phía trên này, thì ở đây một cái bear trap giá quét xuống dưới này, sau đó giật ngược trở lên để những cái phe bán khống á, họ nghĩ là cái bear trap ở đây sẽ được hình thành và nó giật trở lên, thì lúc đó một cái tín hiệu tăng giá nó sẽ phù hợp hơn ha. Tín hiệu tăng giá đối với Bitcoin nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nếu có một cú kiểm định lại tại đây. Đó. Thì khi mà một cái diễn biến giá nó tạo một cái breakout như ở trường hợp ở đây, thì chúng ta sẽ có 4 kịch bản xảy ra. Một là breakout đi luôn, thì ở đây chúng ta không có trường hợp đi luôn. Hai thì chúng ta có một cái breakout và pullback, tức là kéo ngược lại, breakout pullback bình thường, tức là nó sẽ kiểm định lại ngay loanh quanh cái vùng này, đúng như cái Bitcoin đang làm ở đây. Trường hợp thứ hai, một cái breakout và pullback, nhưng mà pullback sâu nghĩa là nó kéo xuống hơi sâu chút xíu và nó đi lên, thì đó là một cái pullback sâu. Và cái cuối cùng đó là breakout failure tức là đi lên và đi xuống trở lại luôn đó, thì lúc đó chúng ta sẽ có cái tín hiệu face break đó. Thì tín hiệu face break sẽ là cái tín hiệu phá vỡ sai, phá vỡ giả, và chúng ta sẽ là tín hiệu đảo chiều xu hướng đó. Thì chúng ta sẽ hiện giờ chúng ta chưa có cái kịch bản cho vấn đề là tín hiệu phá vỡ giả, nên chúng ta chỉ có cái tín hiệu là một là bull back sâu, hai là break out lên tiếp. Đó là kịch bản cho Bitcoin trong tuần vừa qua. Rồi ETH thì sao? ETH trong tuần vừa rồi chúng ta ngày 27 ở đây chúng ta nhận định sẽ có một nhịp giảm xuống kiểm định. Nếu mà có giảm xuống kiểm định ở vùng loanh quanh 3.000 đó, 3.000 tới dưới 3.001 này, thì chúng ta sẽ lên tàu theo hướng mua. Thì rất tiếc là chúng ta không có cơ hội làm việc đó, tại vì ETH đã tăng ngay sau cái ngày nhận định của chúng ta tăng luôn. Rồi, đó là ETH trong tuần vừa rồi. Còn trong tuần này thì chúng ta sẽ xem như thế nào? Chúng ta cùng xem khung thời gian tuần. ETH chúng ta đang có một tuần tăng giá nữa, là tuần tăng giá thứ 3 liên tiếp. Tuần tăng giá thứ 3 liên tiếp dành cho ETH, điều mà khá là lâu chúng ta không thấy lại, kể từ cái giai đoạn mà downtrend, kể từ giai đoạn khoảng đầu tháng 11 tới nay, thì chúng ta mới có một cái nhịp tăng giá kéo dài 3 tuần trở lại. Đối với ETH thì ETH đang cắt lên phía trên cái vùng đường cổ của mô hình hai đáy ở đây, 1 1
một đáy, hai đáy, thì đây là một đường cổ giống như Bitcoin vậy đó. Chúng ta đang có một cú breakout lên, thì breakout lên mô hình hai đáy nó có thể xác nhận cho một dịp tăng giá bắt đầu hình thành đối với ETH đó. Thì như vậy ở khung thời gian tuần chúng ta đang thấy có sức mạnh đối với ETH. Thì quay lại khung thời gian ngày thì chúng ta sẽ thấy gì? Khung thời gian ngày chúng ta sẽ thấy gì? Chúng ta thấy ETH đang nằm ở cái vùng kháng cự này ha. Đang nằm ở cái vùng kháng cự này. Và vì đang nằm ở các vùng kháng cự, cái vùng kháng cự nên chúng ta sẽ không mua ha. Chúng ta sẽ không mua, không dạy dột gì mua ở một vùng kháng cự nơi mà chúng ta đã từng chứng kiến nó có một cái nhịp bị đẩy xuống rất là mạnh. Và chúng ta không biết liệu cái lực bán ra nó có còn cố thủ ở đây hay không. Và vì nếu chúng ta không chắc chắn thì có một câu như thế này: nếu không chắc chắn thì câu trả lời sẽ là không. Nếu chúng ta không chắc chắn về vấn đề đó thì chúng ta sẽ không giao dịch ở vùng này. An toàn là trên hết. Còn khi nào chúng ta tự tin vào cái ý tưởng giao dịch mà chúng ta đang vạch ra thì chúng ta mới giao dịch, còn không thì thôi. Thì chúng ta cũng tương tự như Bitcoin thì ETH đang có một cái nhịp tích lũy tại đây ha. Trong một giai đoạn khung giá đi ngang tại đây, nỗ lực tăng giá lên phía trên này đã tạo một cái phase break vào ngày hôm qua, giá vượt lên nhưng bị đẩy ngược trở xuống. Thì đây là cái dấu hiệu cho thấy là một cái nhịp tăng giá nó có thể ngừng tăng giá, nó có thể ngừng tăng giá. Ở đây chúng ta có một nhịp tăng giá rất là dốc và phase break ở đây có thể là tín hiệu khiến cho cái nhịp tăng nó bị ngưng lại. Nếu mà ngưng lại như vậy thì chúng ta sẽ kỳ vọng nó có một cái pullback trở xuống, và cái cơ hội là sau cái nhịp pullback đó chúng ta sẽ mua vào. Vì chúng ta thấy ở khung thời gian tuần vẫn còn cái áp lực tăng giá mạnh, và đặc biệt là 3 tuần tăng giá là điều mà chúng ta đã lâu không thấy lại đối với ETH. Thì khung thời gian tuần nó đang cho hướng tăng, và khung thời gian ngày với cái uptrend như thế này thì chúng ta kỳ vọng có sự tiếp diễn ha. Chúng ta kỳ vọng có sự tiếp diễn, chúng ta sẽ chờ một nhịp pullback trở xuống. Đó, để chúng ta mua vào ở phía dưới này. Đây là một vùng hỗ trợ rất là mạnh, vùng hỗ trợ xung quanh cái vùng 3.000. Đối với anh em mà trading thì đôi khi chúng ta sẽ thấy là gì? Thật là khó chịu khi mà vẽ ra một cái kịch bản mà chúng ta không có điểm giao dịch ha. Đối với những anh em, đặc biệt là anh em newbie, chúng ta rất là nôn nóng được vào một cái lệnh, được ăn thua với thị trường. Tại vì khi giá cả biến động và cái số dư tài khoản của chúng ta biến động ăn thua như vậy thì trong máu của chúng ta tiết ra những cái chất giống như là chúng ta đang tham gia vào một ván bài vậy đó. Nó sẽ cảm giác cho chúng ta có sự hưng phấn, hồi hộp, lo âu vân vân các kiểu. Nhưng mà cái hành vi cảm xúc như vậy nó hoàn toàn không tốt cho chúng ta, mà chúng ta nên chờ đợi những cái mà chúng ta có ở những cái điểm như vùng giá, những cái tín hiệu giao dịch mà ở đó chúng ta có những cái lợi thế giao dịch hơn, chứ không đơn giản là chúng ta chỉ vào lệnh để chúng ta kiếm một chút cảm giác cờ bạc. Nếu mà chúng ta muốn tiêu tiền trên thị trường hay muốn xài tiền thì chuyện đó ok, chúng ta có thể mở chạc ra, chúng ta trade ở bất cứ điểm nào cũng được. Còn nếu chúng ta muốn kiếm tiền thì câu chuyện nó là một câu chuyện khác. Chúng ta phải chờ đợi, phải kiên nhẫn ở những điểm mà thị trường đưa ra những cái tín hiệu không rõ ràng thì chúng ta tạm thời bỏ qua. Nếu băn khoăn do dự thì câu trả lời là không. Còn nếu chúng ta cảm thấy tự tin thì câu trả lời mới là nên vào lệnh. Thì ở đây là một cái vùng giá như vậy của chúng ta. Chúng ta thấy được trong quá khứ đã có những phản ứng của hành vi giá xung quanh này, xung quanh cái vùng này nè. Thì chúng ta sẽ chờ đợi một lần nữa để mua lại ETH trong tuần tới ở vùng này. Rồi, chúng ta đi tới BNB. BNB trong tuần vừa rồi, chúng ta muốn bán nó, muốn bán BNB vào ngày 26 đúng không? 26, chúng ta chờ... Ở đây chúng ta chờ giá lên tới đây và bán ra, thì chúng ta thấy rõ ràng là giá đã có phản ứng giá xung quanh vùng bán của chúng ta nè, đang có sự chứng lại, nhưng mà không có một cái sự giảm giá mạnh nào ngoài việc bị đẩy xuống và sau đó bị đẩy ngược trở lên lại. Như vậy cái vùng bán này đã không làm việc hiệu quả, không làm việc hiệu quả. Mặc dù trong quá khứ thì nó đã có hiệu quả đó, một lần, hai lần, ba lần chạm, nhưng mà ở lần này thì BNB đã có một cái định giá cao hơn một chút xíu, cho thấy là áp lực mua lần này đang cao hơn. Rồi, chúng ta sẽ xem khung thời gian tuần cho tuần tới của BNB. BNB cũng đang có tuần tăng thứ ba liên tiếp, cũng là một cái tín hiệu mà đã từ lâu rồi chúng ta không thấy, chắc là cũng từ đầu tháng 11 đúng. Chính xác cũng là từ đầu tháng 11. Như là ETH thì nguyên một cái chuỗi giảm giá này thì BNB chỉ là có những cái tuần tăng đơn lẻ đang xen vào những cái tuần giảm giá. Nhưng mà ở đây thì đang có hẳn 3 tuần tăng. Nhưng mà cái tuần tăng này thì khác với ETH ở chỗ là BNB không có một cái cú breakout lên phía trên
phía trên của chúng ta gọi là cái swing high, tức là cái đỉnh gần nhất này. Swing high thì chúng ta không có một cú break lên phía trên mà đang có cái sự đuối sức tạo thành một cái mô hình nến con xoay tại đây. Như vậy thì chúng ta vẫn đang có chứng kiến cái lực kháng cự và có khả năng giá bị đẩy trở xuống. Đó, nên là chúng ta thấy là cái áp lực mua ở đây không mạnh mẽ bằng đối với ETH. Áp lực mua cho BNB đó. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại khung thời gian ngày để chúng ta xem cái kịch bản nó sẽ là như thế nào. Rồi, chúng ta thấy là gì? Ở đây đang có những cái tín hiệu phase break được tạo ra. Phase break được tạo ra ha. Giá nỗ lực vượt lên phía trên này và đều đang bị đẩy xuống và chưa có một thanh giá nào có thể đóng cửa rõ ràng và mạnh mẽ ở phía trên cái vùng đỉnh cũ này. Đó, thì như vậy chúng ta sẽ cũng tương tự giống như là ETH hay là Bitcoin, thì chúng ta sẽ kỳ vọng có một cái nhịp pullback trở lại để mà kiểm định lại cái vùng giá gần nhất. Chúng ta sẽ không mua ở kháng cự này ha, mà chúng ta sẽ chờ đợi một cú kiểm định lại. Rồi, chúng ta sẽ thấy là gì? Ở trong tuần vừa rồi chúng ta thấy khi giá giảm về thì nó lập tức được đẩy bật lên từ phía dưới này bởi một cái thanh pin 3 tăng giá cực kỳ mạnh này, bóng dưới dài và đóng cửa sát đỉnh. Như vậy nguyên một cái lực mua ở phía dưới là nó tồn tại mạnh ở cái điểm này. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái vùng khung giá như thế này cho BNB. Một cái vùng khung giá như thế này cho BNB và cái vùng mua của chúng ta sẽ đặt ở phía dưới này. Khi giá kéo ngược trở xuống, BNB thì khả năng kéo ngược sẽ cao hơn tại vì khung thời gian tuần nó đang cho thấy có sự yếu đi ha, đang cho thấy có sự yếu đi. Rồi còn nếu trong trường hợp BNB break lên phía trên luôn, break out lên phía trên, thì lúc này cái chiến lược của chúng ta sẽ là đợi một nhịp pullback trở lại để đây, pullback trở lại để mua vào BNB ở đây. Đó, ở đây. Sau khi nếu mà giá break lên phía trên này mạnh lên một chút xíu nữa thì sẽ có lực hồi lại để mà đi tiếp. Còn không, kịch bản chủ đạo nhất của BNB là mua từ phía dưới cho hôm nay, từ cái đáy của cái thành pin 3 tăng giá lớn này. Rồi, đối với Cardano thì sao? Cardano trong tuần vừa rồi thì chúng ta chờ mua đối với Cardano thì không có một nhịp pullback lại đủ sức để cho chúng ta lên tàu ha. Chúng ta đã không mua ngay vùng kháng cự này và điều đó là hoàn toàn chính xác. Đó, đây là một bài học về việc mua ở vùng kháng cự. Chúng ta thấy là khi giá lên đây và nó đã suy yếu rất là nhiều. Những cái thanh giá có bóng trên dài này, nó liên tục chọc qua phía trên của cái Kettner, pin trên của cái Kettner channel này và nó bị pullback đẩy ngược trở xuống. Chính vì vậy nó không còn động lực tăng giá nữa và hiện nay Cardano đang, chúng ta thấy có sự chuyển đổi nguyên một cái vòm ở phía trên này và xu hướng bắt đầu xoay xuống dưới. Đó, ở đây là một cái dấu hiệu của việc giảm kháng cự đối với Cardano. Chúng ta quan sát kỹ hơn ở khung thời gian tuần để thấy Cardano đang phản ứng như thế nào. Đó, thì chúng ta thấy là điều gì? Cardano sau 2 tuần tăng giá, đặc biệt là tuần tăng vừa rồi rất là mạnh, thì đang chững lại trong tuần này với một cái thanh spinning top mà ở khung thời gian tuần. Đó, thì có thể sẽ có một cái sự chững lại ở đây. Ở đây chúng ta đã có cái đỉnh ngay đây và chúng ta nhìn qua bên này chúng ta sẽ thấy có khá là nhiều đáy được tạo ra ở loanh quanh vùng này. Đó, như vậy thì đây là có thể là một cái vùng PPZ kháng cự và Cardano đang phải chạm lại một cái kháng cự mạnh ở khung thời gian tuần, nên chúng ta có thể thấy được một cái sự chững lại của giá. Việc mà chạm vào cái đường EMA 20 là cái đường tâm của cái Kettner channel bao quanh giá thì ở lần quá khứ trước vào cuối khoảng giữa tháng 1 chúng ta đã thấy có một lần nó chạm, nó touch cái đường này và nó nhanh chóng nó bị đẩy ngược xuống, thì bây giờ nó đang chạm lại một lần nữa, thì chúng ta lưu ý ở đây có thể là có kháng cự cho Cardano xét về khung thời gian tuần. Còn xét về khung thời gian ngày thì chúng ta thấy uptrend có dấu hiệu hình thành với một cái một cái nhịp tăng giá rất là mạnh này. Như vậy chúng ta sẽ đợi để mua vào thôi, không có gì hết, chúng ta vẫn mua là vào ở cái vùng giá 1 xung quanh này của Cardano với kỳ vọng là chúng ta sẽ có một cái mô hình là vai đầu và vai ngược được hình thành và khi giá break lên phía trên này sẽ là một cái uptrend mới. Chính vì vậy chúng ta vẫn chờ mua. Rồi,
Đối với Ripple thì sao? Ripple trong tuần vừa rồi, chúng ta đã bắt được đỉnh của giá ngày 27 ở đây. Chúng ta kỳ vọng giá chạm ở trên này và bật ngược trở xuống. Thì chúng ta đã có điều đó vào ngày 28. Ngày 28 giá bật lên rất là mạnh, tạo thành một thanh pin bar rất là bóng trên rất là dài, bị đẩy ngược trở xuống. Và sau đó thì đi ngang và giá rớt xuống đúng như kỳ vọng của chúng ta. Như vậy là Ripple là một cái kẹo trade tốt nhất cho tới thời điểm này của chúng ta trong tuần vừa rồi, sau những cái cú chạm stop loss hay là những cú mà không vào được lệnh. Rồi, chúng ta sẽ xem khung thời gian tuần của Ripple xem tình hình là như thế nào. Ripple đang có phản ứng với cái bóng này, đang có một thanh giá giảm với bóng trên dài và đóng cửa ở phía dưới 1/2 được tạo ra. Như vậy sau 4 tuần tăng giá thì Ripple đang bị reject, bị đẩy trở xuống khá là mạnh, khá là mạnh. Và nếu nó mạnh hơn là nếu Ripple đóng cửa phía dưới này, đóng cửa phía dưới của thanh giá này thì là tín hiệu còn mạnh hơn nữa. Còn đây chỉ là mới là một cái tín hiệu cảnh báo ha, một cái tín hiệu cảnh báo là đang chạm kháng cự. Rồi như vậy thì chúng ta đang có sức ép giảm giá dành cho Ripple ở khung thời gian tuần. Và đối với khung thời gian ngày thì chúng ta cũng thấy bắt đầu có cái lực đẩy xuống ở đây, phá vỡ cái đường kẻ từ phía dưới lên, đường kẻ từ phía dưới lên và chạm vào kháng cự này. Và chúng ta thấy là gì? Nỗ lực tăng giá ở sau đó được tạo ra bởi thanh giá này cũng nhanh chóng bị đẩy xuống. Như vậy chúng ta có thể thấy vùng kháng cự phía trên này đang là một vùng kháng cự mạnh cho Ripple. Vì vậy chúng ta sẽ tiếp tục cái ý tưởng chờ bán Ripple từ phía trên này ha, cho tuần tới. Và một cái kế hoạch B vẫn như cũ, đó là chờ bán ở vùng giá 1 đó. Kế hoạch A của chúng ta là ở vùng giá cũ và kế hoạch B vẫn như vậy, ở vùng giá quanh cái giá 1. Chúng ta đang có những cái yếu tố về kỹ thuật như cú gãy trend tại đây đang là xác nhận có khả năng có một sự dịch chuyển cấu trúc mô hình biểu đồ từ tăng, điều chỉnh tăng ở đây sang điều chỉnh giảm. Rồi Solana thì sao? Solana trong tuần vừa rồi chúng ta kỳ vọng là bán ra và rất tiếc ý tưởng của chúng ta đã sai bét. Solana đã có một cú tăng tốc ngoạn mục vượt lên phía trên của cái vùng khung giá tích lũy này. Chúng ta đã sai hoàn toàn, dừng lỗ nha anh em. Rồi, chúng ta sẽ quay lại khung thời gian tuần để xem Solana đang hành động như thế nào trên khung thời gian tuần. Wow, một thanh nến tăng rất là mạnh. Thanh nến tăng rất là mạnh, vượt lên trên cái swing high, cái đỉnh gần nhất ở đây. Qua đó, chúng ta có thể cho là nó là một cái khởi đầu của một cái xu hướng tăng giá được sinh ra ở khung thời gian tuần cho Solana. Một vùng tích lũy và một cú break lên đó, ba tuần tăng liên tiếp thì chúng ta cũng đã tự thấy gần đây nhất cũng là đầu tháng 11 rồi, lâu lắm mới có 3 tuần tăng liên tiếp và một nhịp tăng mạnh như vậy đối với Solana. Như vậy có khả năng hình thành một xu hướng tăng trở lại. Rồi chúng ta quay qua khung thời gian ngày. Rồi cú tăng tuyệt vời của Solana này đang có một cái động lực tăng giá rất là mạnh và chúng ta có thể coi đó là một cái mô hình chúng ta gọi là parabolic curve, tức là một cái đường cong parabol, nó cong giá đi cong phút lên phía trên này. Nó là một cái tín hiệu cho thấy xu hướng tăng đang diễn ra rất mạnh và giá thường xuyên leo ra khỏi biên trên của Kettner Channel. Thậm chí ở thời điểm hiện nay chúng ta đang có thanh giá này và thanh giá này đang nằm ngoài hoàn toàn của Kettner Channel và biên trên, thì chúng ta trong ngôn ngữ của phân tích kỹ thuật của cái phương pháp sử dụng cái Kettner Channel thì chúng ta gọi đây là những cái thanh free bar, tức là những cái thanh giá tự do không có bất kỳ phần nào nằm chạm hoặc là lọt vào bên trong của hai cái đường bao trên và đường bao dưới của Kettner Channel. Và ở đây thứ nhất là nó phản ánh là xu hướng đang rất là mạnh, và cái thứ hai nó phản ánh một điều, đó là giá có thể đã đi quá xa, quá nhanh và cần có một nhịp điều chỉnh. Chứ chúng ta không nên mua đuổi theo nữa. Mua ở vùng này thì chúng ta sẽ dễ đối mặt với cái khả năng giá điều chỉnh giảm hơn là giá đi tiếp theo nhịp tăng. Đó. Như vậy thì chúng ta sẽ đợi giá hồi xuống. Trong giai đoạn này chúng ta sẽ chuyển đổi ý tưởng giao dịch đi từ hướng bắt hướng giảm giá sang bắt hướng tăng giá, vì cái khung giá này, vùng khung giá này đã bị phá vỡ. Thì chúng ta
ở trên khung thời gian tuần chúng ta cũng kỳ vọng là một sự khởi đầu của một cái xu hướng tăng giá, thì ở khung thời gian ngày cũng vậy, chúng ta cũng đang kỳ vọng có xu hướng tăng giá diễn ra. Rồi, trong trường hợp giá pullback sâu hơn thì chúng ta sẽ chờ mua ở phía dưới dành cho Solana trong tuần tới. Chúng ta thấy có khả năng có mùa xuân xuất hiện đối với Solana rồi đó. Rồi, Polkadot thì sao? Trong tuần vừa rồi chúng ta kỳ vọng là mua vào ngày 27 ở đây, mua vào. Chúng ta kỳ vọng ngay mua ngay phía dưới mà giá thậm chí còn không hồi về vùng mua của chúng ta luôn, mà đã nhanh chóng bật lên phía trên. Và sau đó giảm về cũng chưa tới vùng mua, chúng ta còn cách chút xíu à. Cũng cần cách chút xíu thì lại bật lên một lần nữa. Chúng ta đã tới rất gần nhưng không đủ tốt nha, không đủ gần, còn chút xíu nữa. Rồi, trong tuần này thì sao? Trong tuần này chúng ta có gì ở tuần này? Nỗ lực tăng giá của DOT ở khung thời gian tuần đang mang lại chuỗi tuần tăng thứ tư liên tiếp cho DOT là điều mà cũng đã khá là lâu chúng ta không được thấy, cũng từ giai đoạn đầu tháng 11 tới nay chúng ta mới thấy lại một cái chuỗi 4 tuần tăng giá như vậy liên tiếp. Nhưng mà tuần tăng mới nhất này thì chúng ta đã thấy cái sự suy yếu khi một cái thanh spinning top được tạo ra và chưa thể đóng cửa ở phía trên của cái swing high gần nhất này, chưa thấy có một cái cú phá vỡ lên. Như vậy thì có khả năng có sự suy yếu ở đây, thì chúng ta có thể khả năng sẽ thấy có một chút nhịp tích lũy được diễn ra tại đây đối với DOT. Đó. Thì khung thời gian ngày chúng ta cũng thấy là gì nè, chưa có breakout đúng không? Chưa có breakout lên phía trên đỉnh này. Và chúng ta thấy là gì? Khi chúng ta zoom phóng to cái hành vi giá gần đây nhất để chúng ta thấy xung quanh vùng giá này liên tiếp xuất hiện những cái bóng nến phía trên dài. Đặc biệt cái thanh giá ngày mùng 2 tháng 4 và hôm qua chúng ta đã thấy có một cú face break với một cú vượt lên phía trên này của giá và bị đẩy ngược trở xuống rất là nhanh. Liên tiếp những cái cú bootstrap, những cú bị đẩy giá xuống tại đây cho thấy là gì? Đang có lực bán chống cự từ phía trên, và đây là điểm mà chúng ta không nên vội vàng mua ở phía trên này, kẻo dễ bị dính bẫy, chúng ta gọi là bootstrap đó, mà chúng ta vẫn nên mua ở nhịp pullback thôi. Chúng ta sẽ mua ở nhịp pullback để chúng ta tránh bị trap ở phía trên này. Nhịp pullback của chúng ta nằm ở khu vực này vẫn là cái khu vực hợp lưu quanh số tròn 20 đó. Hợp lưu quanh số tròn 20 vẫn sẽ là vùng mua tiềm năng của chúng ta trong thời gian tới đối với DOT. Chainlink thì sao? Trong tuần vừa rồi chúng ta cũng kỳ vọng là mua Chainlink, nhưng mà chúng ta thấy là gì? Không, giá không từ chối giảm về vùng mua. Chúng ta kỳ vọng đây thì giá giảm tới đây, sau đó đã bật ngược trở lên rồi. Giá giảm có chút xíu tới đây đã bật ngược trở lên rồi. Đó. Và khi tiếp cận vùng kháng cự phía trên này thì Chainlink cũng đang cho thấy có sự yếu đi với những thanh nến, hàng loạt thanh nến có bóng trên được tạo ra xung quanh khu vực này, là một cái dấu hiệu cảnh báo cho thấy chúng ta không nên vội vàng mua vào, mà chúng ta nên chuyển sang trạng thái kiên nhẫn hơn để đợi một cái tín hiệu hồi hoặc là một tín hiệu break rõ ràng. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái vùng giá nhỏ được tạo ra ở đây, nó có bao gồm cái đáy giá của tuần vừa rồi, nơi đã có một cái lực đẩy trở lên cho Chainlink, thì chúng ta sẽ chờ mua như thế này ở vùng này, mà chúng ta sẽ không mua phía trên này nha, tại lý do chúng ta đang được chứng kiến những cái kháng cự được diễn ra ở phía trên thông qua cái hành vi giá của những cái thanh nến có bóng trên dài, và kế hoạch B của chúng ta vẫn là mua từ phía dưới như thế này. Rồi, chúng ta đã đi qua một số altcoin và Bitcoin đầu tiên, và chúng ta đi tiếp những cái altcoin và Bitcoin tiếp theo, altcoin tiếp theo. Thì chúng ta trong tuần vừa rồi đối với Near thì chúng ta có kỳ vọng là mua thì đúng xu hướng rồi đó, nhưng mà chúng ta đã không chạm được vào vùng mua khi mà giá từ ngày 27 ở đây đã tăng tốc và đi lên luôn tới bây giờ luôn, mà không có một cái nhịp pullback kéo ngược trở xuống để kiểm định lại cái vùng mua đó. Rồi, như vậy trong tuần tới thì sao? Trong tuần tới như thường lệ cái khung thời gian tuần sẽ cho chúng ta thấy một cái bối cảnh chung, đó là gì? Giá đang có tuần tăng thứ 3 liên tục
và là tuần tăng thứ 5 trong số tuần tăng thứ 4 trong số 5 tuần gần đây, và giá đã đi lên khá là mạnh với một cái áp lực tăng giá rất là mạnh. Thì chúng ta thấy là gì? Như vậy thì cái ở khung thời gian tuần, cái sức ép tăng giá nó vẫn còn rõ ràng. Như vậy ở khung thời gian ngày, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin hơn nếu chúng ta lựa chọn giải pháp là chúng ta mua vào. Đó. Thì chúng ta sẽ kéo rộng những cái vùng này ra hơn để chúng ta có cái nhìn. Thì chúng ta thấy là gì? Chúng ta thấy có một cái cú break lên phía trên cái swing high gần đây. Như vậy thì nó xác nhận thêm một lần nữa về cái tín hiệu tăng giá của NIR ở khung thời gian ngày ha. Khung thời gian ngày. Rồi. Ở đây chúng ta có một cái đường xu hướng được gọi là mạnh. Mạnh là vì sao là mạnh? Vì nó có ít nhất là 3 lần chạm, 1 lần, 2 lần và 3 lần chạm. Lần gần đây nhất cũng gần như là một cú chạm. Như vậy thì đây là một cái vùng, cái đường xu hướng đang là cái đường xu hướng chủ đạo cho NIR ở khung thời gian ngày. Như vậy việc phá cái swing high gần nhất cũng như là đang có áp lực tăng giá ở khung thời gian tuần khiến cho khung thời gian ngày chúng ta tự tin hơn trong việc có thể chờ mua. Ở đây chúng ta thấy NIR có thể có một chút dấu hiệu đuối sức với một cái thanh pin 3 có bóng trên dài vượt lên trên cái biên trên của candle channel và bị đẩy ngược trở xuống. Như vậy thì chúng ta thấy là gì? Khả năng là ở phía trên này có một chút chống cự. Như vậy thì chúng ta có thể hoàn toàn tự tin với một nhịp hồi xuống một chút xíu rồi chúng ta mua vào. Đó là kế hoạch A, kế hoạch chính của chúng ta đó. Còn kế hoạch B thì vẫn như vậy, chúng ta chờ mua ở giá 10 cho dành cho kế hoạch B. Đó là đối với NIR. Rồi, Avast thì sao? Avalanche thì chúng ta thấy là gì trong tuần vừa rồi với một cái mô hình cờ như thế này. Thực ra nó có thể coi là mô hình cờ hoặc là một cái mô hình nêm cũng có thể tương ứng, và cả hai đều là những cái mô hình tăng giá trong một cái xu hướng tăng. Thì đây là một cái nhịp nghỉ, thì ngày 27 ở đây chúng ta kỳ vọng giá sẽ đi xuống phía dưới chân của mô hình này và sau đó bật lên, thì kết quả là giá bật lên luôn chứ không có hồi về vùng mua của chúng ta. Thì chúng ta thấy là gì, cú bật lên này đã đưa Avalanche đã lên tới cái vùng giá rất là mạnh, là vùng giá 100. Thì chúng ta sẽ thử xem cái vùng giá này sẽ mang lại cái tác động gì cho Avast trong tuần tới. Thì ở khung tuần chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy có 3 tuần tăng liên tiếp, cũng là một cái nhịp tăng giá mà từ lâu chúng ta không thấy. Và chúng ta thấy gì? Nỗ lực vượt cái đỉnh, cái swing high này ở cái vùng giá 98, 99 này, xung quanh 99, 100 này nè, đang bị khiến cho Avast gặp phải khó khăn. Chúng ta thấy một cái thanh nến tăng giá nhưng mà đóng cửa ở giữa đang được tạo ra áp lực giảm giá từ phía trên, thì có nguy cơ đây sẽ biến thành một cái face break, một cái tín hiệu phá vỡ giả khiến cho xu hướng bị ngưng lại. Vì vậy chúng ta nếu có mua thì chúng ta khoan mua, chỉ trừ khi break lên phía trên mua dài hạn thì được. Còn bây giờ nếu mà có tín hiệu như thế này, chúng ta kỳ vọng là có thể có một nhịp đi ngang diễn ra chứ không phải là một nhịp tăng giá. Rồi, chúng ta nhìn kỹ hơn về cái hành vi giá của Avast ở trong cái khung thời gian ngày, thì chúng ta sẽ thấy là gì? Rất nhiều bóng nến được tạo ra xung quanh vùng giá 100 này, giật liên tục xung quanh này. Những bóng trên, bóng dưới, bóng trên, bóng dưới xung quanh này đang có một cái sự giằng co, đang có một cái sự giằng co, và một cái sự giằng co ở ngay một cái vùng kháng cự như vậy. Chúng ta nhìn qua bên trái, chúng ta sẽ thấy cái vùng giá này đã có ít nhất là 2-3 lần, 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần. Những cái vùng giá này đã có ít nhất 4-5 lần đẩy giá trở xuống bên này nữa. Đó. Đẩy giá trở xuống. Như vậy trong quá khứ đã có cái điều có một cái điều tiếng không tốt như vậy, thì chúng ta không dại gì chúng ta có thể mua lại cái vùng mà đã có một cái giá thường xuyên có hành vi giá xấu, đúng không? Chúng ta làm như vậy chúng ta sẽ bị thất thế nhiều hơn. Như vậy thì chúng ta sẽ chờ mua ở những cái vùng mà chúng ta đã thấy trong quá khứ có những cái hành vi giá phù hợp với chúng ta. Ví dụ ở đây là chúng ta có một cái vùng nhỏ như vậy, chúng ta sẽ có thể chờ một nhịp pullback lại để chúng ta mua ở đây, hoặc chúng ta có thể chờ mua ở vùng phía bên dưới này, đó. Thì đây là những cái vùng mà nó tương đối sẽ an toàn hơn với việc chúng ta mua quanh một cái số tròn siêu mạnh, là cái số tròn
số tròn 100 này, những cái số siêu tròn này thì thường xuyên nó sẽ có những cái kháng cự mạnh đó, nên chúng ta cần phải lưu ý. Rồi, Cosmos thì sao? Cosmos chúng ta kỳ vọng bán thì trong cuối tuần vừa rồi, trong ngày hôm qua, đây chúng ta đã có ngày 27 đây, chúng ta thấy chúng ta đã bắt được đỉnh vào ngay ngày 28, 29, giá chạm vùng này và bật xuống, chạm vùng bật xuống liên tục đó, và chỉ có ngày 2 tháng 4 thì giá quay trở lên và cũng chưa thể vượt được cái kháng cự này. Thì Cosmos nếu mà chúng ta nhìn từ khung thời gian tuần thì sẽ như thế nào? Chúng ta đang có một cái tuần tăng giá thứ ba liên tiếp cho Cosmos, nhưng cái thanh giá này là một thanh giá con xoay spinning top, cho thấy sự cân bằng của lực mua và lực bán, và Cosmos vẫn đang tiếp tục ở trong một cái trạng thái tích lũy rất là dày đặc xung quanh đây. Vùng đi ngang tích lũy rất là dày đặc, chưa có break lên được phía trên này. Nên nhìn chung cái view dành cho Cosmos ở khung thời gian tuần nó vẫn là đang đi ngang. Rồi, còn vậy thì khung thời gian ngày thì sao? Khung thời gian ngày thì chúng ta thấy Cosmos đang có một cái nỗ lực tăng giá nhưng mà bị chặn lại từ đây. Nỗ lực tăng giá trong tuần vừa rồi không có tạo ra được những cái biến động đáng chú ý cho Cosmos, vì không có breakout hay là bất cứ một cái vùng nào hết đó. Và ở cái khung thời gian tuần thể hiện sức yếu, vì vậy ở khung thời gian ngày này chúng ta vẫn có thể tiếp tục cái kịch bản chờ bán đối với Cosmos. Vẫn tiếp tục có khả năng giá sẽ nằm trong cái vùng khung giá như thế này, chứ chưa thể đi đâu xa xôi được, đối với Cosmos. Rồi, đối với Phantom thì sao? Phantom trong tuần vừa rồi chúng ta có một cái mô hình nêm giảm nằm ở đây, và chúng ta kỳ vọng đã bán với mô hình nêm giảm, thì chúng ta thấy là gì? Giá đã không break xuống mô hình nêm giảm mà sau đó là được đẩy ngược trở lên. Như vậy là chúng ta đã bị hố với cái tín hiệu mô hình nêm. Mô hình này thì trong phân tích kỹ thuật chúng ta gọi là mô hình nêm dốc lên thì nó mang tính giảm giá, mà nêm dốc xuống thì nó mang tính tăng giá. Thì mô hình nêm dốc lên này, một cú mà break ra bên ngoài nó là không mạnh, nên là nó không tạo đủ để cái áp lực giảm giá có thể kích hoạt, và vì vậy cái xu hướng tăng, cái nhịp đẩy lên đã trở lại ngay sau đó đối với Phantom. Thì trong khung thời gian tuần thì chúng ta thấy cũng có 3 tuần tăng giá dành cho Phantom, 3 tuần tăng cũng là cái mà điều mà khá là lâu rồi chúng ta mới được chứng kiến trở lại. Nhưng mà 3 tuần tăng này của Phantom thì chúng ta thấy cũng không so gì được so với cái nhịp giảm giá kéo dài phía trước, và ở đây Phantom cũng không phá bất kỳ một cái mô hình nào hay là một cái điểm giá xoay chiều quan trọng nào cả. Đơn giản chỉ là một cú hồi, có thể là một cú hồi kỹ thuật sau một cái nhịp giảm quá là dài ở phía trước thôi. Thì nếu như vậy thì đối với khung thời gian tuần sức vẫn còn yếu, thì khung thời gian ngày chúng ta vẫn có thể chờ bán đối với Phantom. Trong lúc này thì cái kịch bản chờ bán sẽ được xích lên phía trên này chứ không còn ở phía dưới đó nữa. Đó, có thể chờ ở phía trên này. Đây, chờ phía trên này chúng ta sẽ có cái đường, cái một cái kênh giá dốc lên như thế này, một cái bullish channel như thế này. Chúng ta vẫn có thể tự tin chờ bán ra Phantom từ phía trên nếu mà giá chạm cái vùng bán này, tại vì chúng ta vẫn không có thấy có một cái sức mạnh tăng giá ở khung thời gian tuần, cũng như là không có sự thay đổi cấu trúc rõ ràng ở khung thời gian ngày. Rồi cuối cùng Silo thì sao? Silo trong tuần vừa qua chúng ta kỳ vọng là bán ra vào ngày 27, thì chúng ta thấy là gì? Cái vùng bán này đã có cái dấu hiệu cho thấy có lực đẩy xuống, một thanh nến dài chạm vào và đẩy ngược xuống liên tục. Nhưng mà Silo vẫn không suy yếu và đã hồi phục ngay sau đó, và đã tiếp tục nhích lên trong ngày hôm nay, tiếp tục nhích lên phía trên này đó. Thì chúng ta chúng ta thấy là gì? Ý tưởng giao dịch trong tuần vừa rồi đã không hoạt động tốt. Rồi trong tuần này thì sao? Trong tuần này đối với khung thời gian tuần, chúng ta có thể thấy là gì? Silo vẫn đang nỗ lực tăng giá ở tuần thứ ba liên tiếp, và là tuần thứ tư tăng giá trong số 5 tuần gần đây. Đó. Thì
Silo trong tuần vừa qua nhịp tăng giá vẫn chưa cho thấy có một cú breakout nào quan trọng, đặc biệt là ở cái thanh giá, một cái thanh chúng ta gọi là highway candle, tức là cái thanh giá mà có cái bóng dài đó, bóng trên dài này cho thấy có áp lực bán từ phía trên. Và Silo thì trong tuần vừa rồi đang, trong hai tuần vừa rồi thì đang cố gắng nỗ lực hồi phục sau cái nhịp mà giật từ phía trên xuống này. Chúng ta đang thấy có một cái áp lực tăng giá trong ngắn hạn đối với Silo. Thì chúng ta coi khung thời gian ngày thì sao, chúng ta thấy Silo trong tuần này có thể sẽ tiếp cận một lần nữa lại vào lại cái vùng mà đã từng có một cú giật tử thần này ha, cú giật đó, cú giật này, thì cú giật này nó chạm tới cái vùng giá 4, thì chúng ta trong tuần này chúng ta sẽ chờ bán một lần nữa xung quanh cái vùng giá này. Vùng giá này trong quá khứ chúng ta đã thấy có một cái cú giật đẩy xuống mạnh, nên chúng ta có thể mường tượng là cái kịch bản này có thể diễn ra một lần nữa khi áp lực bán xuất hiện một khi giá chạm lại cái vùng giá cũ đó. Thì như vậy chúng ta đã vạch ra một số cái kịch bản giao dịch cho Bitcoin và các altcoin hàng đầu mà chúng ta muốn. Thì hy vọng là cái ý tưởng giao dịch trong tuần này có thể giúp cho anh em vạch ra cho cá nhân anh em những cái kế hoạch giao dịch hiệu quả hơn. Những cái ý tưởng giao dịch này chắc chắn nó không phải là những cái lời tư vấn tài chính, mà nó chỉ là cái góc nhìn cá nhân, và anh em cần phải có thêm cái quan điểm của mình cũng như cái phương pháp của mình để từ đó để đưa ra cái kế hoạch giao dịch có hiệu quả. Một lần nữa cảm ơn anh em đã lắng nghe, và anh em nhớ like, subscribe cho kênh, và hy vọng là Trader Việt có thể đem thêm được nhiều lợi ích hơn nữa đối với anh em. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em.